thay đồ sạch cái đêm nha. Và là những audio. Trong video hôm nay tôi sẽ mang đến cho anh em mà một cục đẩy đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Ramsa. Và dòng này sẽ có cái model là WB9055A. Đây là một cục đẩy mà nó sẽ nói là một size rất là nhỏ mà nó đánh tiếng cho ra, nó rất là bùng nổ anh em ạ. Và đặc biệt ở dòng này nó chỉ ở phân khúc giá rẻ thôi anh em. Để là cho anh em con này với giá chỉ với 3.500.000 đồng. Để cho anh em muốn mua, anh em có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại của Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Đối với những dòng sản phẩm mà đợi của Ramsa thì anh em đã biết là nó sẽ chuyên về hát karaoke nha anh em. Giờ bị tiếng khi mà anh em mà hát, hò hát thì con này cũng đáp ứng được đầy đủ khi anh em lên ga và nó là thoải mái. Nhưng mà con này là hàng mà Nhật vừa về thôi, nhưng mà về hình thức còn siêu mới, siêu đẹp trên 90% nha anh em. Mặt trước dòng sản phẩm này sẽ bao gồm chúng ta là nguồn nha anh em, và hai bên sẽ là hai cái volume. Bên trái là channel A, bên phải là channel B. Còn bên đây anh em sẽ thấy là nó sẽ có cái đèn tín hiệu anh em. Anh em mà mở volume càng to thì nó sẽ càng sáng cái đèn này nha anh em. Và như anh em đã thấy thì con này nó có một cái thiết kế size khá là nhỏ nên mà cho anh em phải nói là rất là dễ để mà trưng bày trong các không gian nhà khác nhau. Hoặc anh em mà có tủ, có kệ, anh em trưng bày nó rất là dễ. Đây, bên trong sản phẩm này thì nó sẽ đối xứng nhau nha anh em, đều là hai cái đá nhôm tĩnh nhiệt. Bên đối diện nó sẽ tương tự nha anh em, vì chỗ này nó sẽ chứa sò bên trong nha. Mà trong mà dòng đặc biệt của Ramsa anh em thấy là nó sẽ có tĩnh nhiệt phù động nha anh em, nghĩa là anh em sẽ chơi mà không cần qua quạt gió anh em mà nó vẫn rất là mát mẻ nha anh em. Và anh em chơi dòng này anh em cũng không sợ tiếng ồn của quạt gió ảnh hưởng đến trải nghiệm âm thanh của anh em. Về mặt sau trong sản phẩm này, đầu tiên chúng ta sẽ đến với tem trước nha anh em. Đây, WB9055A. Con này là điện 100V, công suất lên tận 360W nha anh em. Công suất nó rất là khủng nhưng mà con này anh em chơi 2 cặp 3 tốc rất ok rồi, rất vui vẻ anh em. Hát karaoke rất là best về nhà. Còn bên đây anh em sẽ thấy là sản phẩm này sẽ trang bị ta là 4 chặt loa nha anh em. Để anh em xỏ dây vào cái lỗ ở phía trong, anh em cắm đồ bắp chuối cũng được, rất là tiện lợi nha mà. Còn hai bên đây anh em sẽ thấy là hai cái cổng cho bạn em biết tín hiệu nghe nhạc nha anh em. Anh em có thể mà chơi qua jack Canon, anh em chơi qua cái đầu jack này rồi đầu jack 6 ly ra bung sen nha anh em. Anh em mua mình tặng luôn cho anh em một cặp jack chuyển từ 6 ly này ra bung sen để cho anh em phải mà dễ dàng kết nối với điện thoại, CD hoặc máy vi tính của anh em. Còn về nội thất bên trong của Ramsa WB9055A và nó là cực kỳ là chi tiết, dày đặc và rất là hầm hố nha anh em. Nên con này mặc dù anh em thấy là nó ở size nhỏ thôi nhưng mà trọng lượng nó phải nói là rất là nặng anh em, khoảng 15kg. Đây, con này sẽ trang bị ta một tăng phô rất là lớn nằm ở chính diện anh em, và hai bên là hai cái đá nhôm tản nhiệt anh em à. Và mỗi ghế thì nó sẽ chứa tổng cộng là hai con sò xanh kim 2 vít nha anh em. Tổng cộng mà con này chạy 4 con sò xanh kim 2 vít lớn, mà nó có rất là nhiều con đẹp nhỏ ở trung tâm nha anh em. Cấu hình trên này của nó là rất là mạnh mẽ nha mà. Và mình đã chơi rất là nhiều những cục tẩy của Ramsa, mình thấy chất âm của nó nghe nó rất là hay, phù hợp để cho anh em vừa nghe nhạc vừa trải nghiệm karaoke. Với những cặp loa lớn của loa khủng và anh em chơi loa khó tính thì anh em chơi bản của Ramsa là một trong những sự lựa chọn mình thấy là an toàn nhất cho tất cả anh em luôn. Thôi không dài dòng nữa, mình vẫn nghe bài test chất âm của Ramsa WB9055A. Mời anh em. Thank you.
Rồi anh em thấy sao về chất âm của cục đẩy Ramsa WB9055A? Hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Audio nhé. Xin chào và hẹn em trong những video lần tới. Bye!